Trao đổi với báo chí sáng nay 16 tháng 5, lãnh đạo công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang xác minh điều tra thông tin người vợ mang bầu 7 tháng tố bị chồng bạo hành tại xã Kim Xuyên. Sự việc được phát hiện khi người vợ bỏ trốn về quê mẹ đẻ ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Sau khi bỏ trốn, người vợ đã lên mạng xã hội kể về quá trình làm dâu tại huyện Kim Thành và bị chồng bạo hành nhiều lần, gây ra các vết thương mới, cũ, chẳng chỉ trên mặt và toàn cơ thể. Theo vị lãnh đạo công an huyện này, nạn nhân là chị Bùi Thị Tuyết Giao, sinh năm 1987, nguyên quán tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, trú tại thôn Quỳnh Khê Hai, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Còn người chồng tên là Trần Văn Lờ, sinh năm 1986, thường trú tại Kim Xuyên, Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Hiện chị Giao không có mặt tại địa phương, cơ quan công an đã làm giấy mời chị Giao về để phối hợp điều tra. Chia sẻ trên mạng xã hội, chị Giao kể, lúc mới về nhà chồng sinh sống, giữa chị và anh Lờ có xảy ra cãi vã. Khoảng một năm trở lại đây thì chị bị chồng đánh liên tục. Nguyên nhân chị bị đánh là do anh L yêu cầu phải gọi điện vay tiền người thân, bạn bè trong Kiên Giang. Nếu không vay được tiền thì chị sẽ bị chồng đánh, thậm chí còn bị cạo đầu. Cũng theo lời của chị Giao, người chồng dùng móc phơi quần áo sau đó bẻ thẳng và lấy bếp ga đốt lửa, dùng dây điện của nồi cơm, dây thắt lưng để đánh chị. Đến tối mùng 10 tháng 5, hai vợ chồng chị đi máy bay từ sân bay Cát Bi Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh với mục đích vay tiền. Tuy nhiên khi vào đến nơi, chị Giao tìm cách bỏ trốn về quê nhà ở Kiên Giang một mình, còn anh L quay trở lại Hải Dương. Được biết, hai vợ chồng chị Giao đăng ký kết hôn vào tháng 4 năm 2021. Đến thời điểm này, cơ quan công an chưa nhận được đơn tố cáo nào của chị Giao về sự việc. Thông tin nắm được là qua dư luận xã hội. Cuối năm 2022, thông qua công tác nắm bắt tình hình, công an xã Kim Xuyên đã từng xuống làm việc với chị Giao về thông tin chị bị đánh đập. Tuy nhiên, khi công an xuống, chị này đã từ chối hợp tác, phủ nhận việc bị đánh, thậm chí còn đề nghị công an không được can thiệp vào làm mất hạnh phúc gia đình chị. Lãnh đạo công an huyện Kim Thành cung cấp thêm.